Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Apico. Ở video này mình muốn chia sẻ cho những cái bạn nào mới, tức là đang có ý định mở tiệm photo, hoặc là những bạn nào đang có thời gian rảnh và muốn mở thêm những cái dịch vụ in ấn. Tại vì các bạn biết là trong cái thời buổi này là làm cái gì nó cũng cạnh tranh và nó rất là khó khăn. Để các bạn làm cái nghề mà nó bền vững, nó phát triển thì đòi hỏi là các bạn phải tìm hiểu cái thị trường, tìm hiểu cái nhu cầu trước, rồi sau đó chúng ta mới mở. Có nhiều bạn comment hỏi mình bây giờ, nếu mà bây giờ mình đang làm ở trong nhà nước và cái thời gian rảnh nó có, thì bạn chỉ với mình cách mở tiệm như thế nào. Thì xin thưa với tất cả các bạn như thế này, khi nói về ngành nghề photo in ấn, đây là một ngành nghề dịch vụ và đòi hỏi chúng ta phải có thời gian giống như là gần như là những ngày đầu, gần như là 100% là mình phải theo sát nó và mình làm với nó để mình phát triển được. Tại vì photo với in ấn thì tạm thời chúng ta sẽ chia ra làm hai lĩnh vực, đó là lĩnh vực photo copy, tức là dùng máy photo để mình sao chép những bản photo, ví dụ như photo chứng minh, photo hộ khẩu, photo sách, nói chung tất cả các tài liệu đều các bạn muốn nhân bản gọi là photo, gọi là dịch vụ photo. Còn một bên là in ấn, tức là in ấn là bao gồm tất cả các cái tài liệu in trắng đen, in màu, in card visit, in bì thư, in giấy khen, rồi in tờ rơi, in brochure, nói chung tất cả các lĩnh vực mà liên quan đến màu, màu thì ta gọi là in ấn. Tại vì khi mà các bạn mà chỉ có mở một cái tiệm dịch vụ photo thôi thì mình nghĩ cái hướng phát triển của nó không có tốt. Thứ nhất, các bạn, nếu mà các bạn nghĩ là đang có thời gian rảnh, các bạn muốn làm thêm là các bạn phải bỏ ra một số tiền, nói chung cũng tương đối là lớn ha, cho nó khá lớn đi. Tại vì khi mà các bạn nói là cái thời gian rảnh, tức là các bạn đang, ví dụ như các bạn đang làm cái thời gian là 50%, còn 50% còn lại thì các bạn là rảnh, các bạn có thể ở tiệm các bạn làm. Tuy nhiên là mình thấy cái đó nó có một cái khó khăn rất là lớn, đó là các bạn không có thể nào quản lý được công việc của mình. Ví dụ như photo là một khi mới đầu ra các bạn ít khách lắm, các bạn thả số là khách vãng lai, khách lẻ, người ta đi ngang qua ta thấy ta photo. Hoặc là các bạn nếu đã có mối sẵn rồi thì kể cả cái cơ quan nhà nước hay là những cái mối cơ quan công sở gì đó thì bắt buộc các bạn cũng phải có mặt ở tiệm 100% thời gian. Để ví dụ như khi mà người ta tới, người ta photo thì các bạn phải có để các bạn photo. Nhiều cơ quan nhà nước là người ta không thể nào người ta có thời gian rảnh nhất định. Ví dụ như các bạn rảnh buổi chiều thì người ta tới buổi chiều được. Tại mình phải theo khách hàng chứ không thể nào mà khách hàng theo mình được. Nhiều lúc người ta tới một lần, hai lần các bạn đóng cửa, ba lần, bốn lần thì có thể là người ta đi nơi khác là phô. Và người ta sẽ có cảm nhận là cái tiệm này làm nó không có thời gian không nhất định. Do đó người ta tới người ta sợ là mình không mở cửa rồi người ta phải quay đi chỗ khác. Và cái đó là chúng ta sẽ gây ra mắc mối và chúng ta sẽ không có cái thời gian linh hoạt để mà làm khách hàng. Do đó chúng ta sẽ bị thất bại. Nên do đó các bạn nào đang có những cái ý tưởng mà mở để làm thêm thì mình khuyên các bạn nên suy nghĩ thật là kỹ. Tại vì khi mà một ngành nghề photo thì mình nghĩ các bạn khi mà đã mở ra một cái tiệm thì các bạn phải theo nó luôn. Tại vì khi mở ra một tiệm photo copy thì có thể mới ngày đầu tiên là các bạn mua một máy photo về, rồi các bạn làm đây. Các bạn làm thì có thể là trong vòng một tháng thì sẽ có những cái khách tới có những cái nhu cầu khác, ví dụ về máy in màu. Đang có nhu cầu máy in màu thì các bạn bắt đầu tiếp tục các bạn mua thêm máy in màu về. Các bạn làm thì khi mà có máy in màu rồi thì các bạn làm thêm các cái dịch vụ, ví dụ như in những cái bì thư nhỏ lẻ, ví dụ như 100 cái, 200 cái đổ lại, thì các bạn sử dụng máy in màu các bạn làm được. Các bạn có thể sử dụng máy in màu các bạn để in giấy khen cho các cơ quan nhà nước, trường học, in màu các tài liệu,
các tài liệu, các cái gọi là cái tài liệu đề án tốt nghiệp cho những người. Tức là khi mà mới đầu thì mình sẽ đầu tư những đó. Nhưng mà nếu có một số tiệm mà các bạn phát triển tốt á, các bạn phát triển tốt về ngành in thì các bạn nên mua, phải đầu tư thêm vào cái con Riso, tức là những cái máy in siêu tốc để các bạn có thể là in về những cái hóa đơn một màu. Hóa đơn một màu ở đây tại thường làm cái máy Riso, tức là họ nó máy in siêu tốc, hay mình đây gọi là máy in siêu tốc, thì nó chỉ có một cái trống màu thôi. Cũng có thể có những cái máy nó là hai trống, tức là mình in được hai cái màu. Các bạn nghĩ in lụa như thế nào thì giống như cái máy Riso này, nó cũng giống như vậy, thì nó phục vụ vào cái in hóa đơn, in tiệp cưới nếu các bạn sử dụng màu đỏ. Thì nó in rất là nhanh. Tức là khi mở một cái tiệm photo thì mới đầu các bạn thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà khi mà các bạn đã muốn bước vào và các bạn phát triển thêm về photo, lĩnh vực cộng thêm lĩnh vực in ấn, thì nó bắt đầu nó bao gồm rất là nhiều, nó nhiều vật liệu, nó nhiều rất là nhiều dụng cụ và máy móc. Ví dụ như máy in màu, máy in màu mới đầu là các bạn đang nghĩ là máy in phun nha. Máy in phun thì các bạn có thể mua T60, L800. Đối với máy in A4 rồi những cao cấp hơn chút, các bạn có thể đầu tư máy A3 1430, A1430W hoặc là L28 của dòng Epson, hoặc là các bạn có thể yêu thích dòng nào các bạn có thể mua những cái dòng đó, các bạn đã phục vụ mình. Nhưng mà các bạn biết là khi mà ví dụ làm một thời gian, ví dụ làm một thời gian thấy là khác, khi mà cái số lượng, nếu mà các bạn nào mà hơn hơn nha, nếu mà các bạn nào hữu duyên được thì cái tiệm của các bạn bắt đầu nó phát triển rất là nhanh, bắt đầu là lĩnh vực in, thì bắt đầu các bạn phải chọn những cái máy nào mà nó in màu với tốc độ nhanh nha. Với cái máy nào in ở tốc độ nhanh thì các bạn bắt đầu các bạn phải đầu tư thêm. Tức là trong cái lĩnh vực mà photo nóng, nếu các bạn đầu tư một cách chính xác thì nó bắt đầu nó phát triển rất là nhiều, và nó rất là nhiều máy móc, kể cả ví dụ như máy cắt. Mới đầu các bạn không có tiền thì các bạn mua máy cắt để bàn A3 khoảng tầm khoảng 2 triệu mấy gì đó, thì các bạn muốn ấy thì các bạn cứ lên mạng các bạn search máy cắt để bàn A3 thì nó sẽ ra thôi. Còn nếu sau này ví dụ số lượng cắt nhiều thì các bạn bắt đầu phải mua thêm cái máy cắt lớn, máy cắt bán công nghiệp. Thì chúng ta bắt đầu đầu tư khi đó chúng ta làm, tức là đầu tư dần dần, đầu tư dần dần thì chúng ta sẽ thấy nó phát triển. Cho đó là các bạn sẽ không có cái thời gian nào mà các bạn gọi là để rồi tranh thủ thời gian rảnh các bạn làm đó. Để một bữa tìm một cái tiệm photo thì mình nghĩ các bạn phải chú tâm toàn thời gian. Với lại khi mà các bạn, nếu mà các bạn mở ra các bạn mướn người làm, thì các bạn bắt buộc các bạn cũng phải càng phải có mặt để các bạn, thứ nhất là quản lý người làm của mình nè, cái thứ hai là mình phải sắp xếp công việc. Tại khi cái người ta tới làm thì người ta chỉ nói bây giờ công việc khách tới thì người ta có thể photo, nhưng mà trong những quá trình xử lý công việc người ta sẽ không có xử lý tốt bằng mình được. Do đó là mình phải xử lý. Thứ hai cái nữa đó là các bạn phải quản lý về tiền bạc, quản lý về vật phẩm. Tại vì photocopy là mình tính bằng tờ chứ không phải là ví dụ như giống như một món hàng mình mua, là ví dụ mình mua một cục kẹo là mình bán ra một cục kẹo là mình quản lý được một cục kẹo. Có này là mình giấy là mình quản lý bằng thùng, nhưng mà khi mình photo là mình tính tờ. Tính tờ thì mình không thể nào là mình quản lý ở ngày này phô bao nhiêu tờ, ngày kia phô bao nhiêu tờ. Do đó là các bạn nào mà đang đi làm những cái công sở, hoặc là có đang đi làm công ty mà các bạn muốn mở tiệm photo, thì mình nghĩ mình khuyên các bạn là thứ nhất là nên nghĩ lại cho nó kỹ, chứ không nếu mà đầu tư vào số tiền cũng là lớn, nếu mà các bạn bây giờ đầu tư cũng phải là trên hai mấy triệu rồi, thì các bạn không có chú tâm làm cho nó, các bạn cái thời gian của bạn đôi lúc các bạn có thời gian này, đôi lúc các bạn có thời gian kia, thì nó sẽ thất bại rất là nhanh và nó sẽ không có thành công. Và cái tiền mà để các bạn lấy lại vốn của cái máy thì nó rất là lâu, có thể là lâu hoặc có thể là không lấy lại vốn được. Do đó là mình khuyên các bạn nào mà đang có ý tưởng, tức là dành nửa thời gian để mà làm thêm, thì mình nghĩ các bạn là suy nghĩ cho nó kỹ, suy nghĩ cho nó kỹ nha. Thôi giống như những cái phân tích của mình ở đầu vừa rồi đó, thì các bạn cứ phân tích cho kỹ. Còn nếu mà các bạn nào mà toàn thời gian mà muốn quyết tâm muốn mở tiệm photo đó, thì các bạn nên tìm hiểu về, thứ nhất là mặt bằng. Mình cũng đã có những cái video mình nói về cái vấn đề này rồi, về mặt bằng, về cái nhân lực của mình, tiền bạc của mình đầu tư như thế nào, và cái hướng phát triển của mình là như thế nào. Rồi mình bắt đầu mình theo.
làm theo nó, và trong quá trình mình làm mình luôn luôn phải học hỏi thêm, chứ mình không có thể nào mà mình một lần cái mình vừa học ô tô mình vừa học đánh đấm được đâu. Do đó là thứ nhất là cái gì làm lâu là nó phải quen tay, ví dụ mình phải có thời gian mình tìm hiểu thêm. Do đó là mình nghĩ các bạn là nên có những cái suy nghĩ ban đầu thật là cho nó tốt để mà mở ra một cái tiệm ô tô. Chứ bây giờ làm mở một cái tiệm gì cũng vậy, hầu như là cạnh tranh rất là nhiều. Các bạn đừng có nghĩ là người ta không có làm cái nghề của mình đâu, người ta cũng giống suy nghĩ giống mình vậy. Nên do đó khi các bạn mở ra thì sẽ có một hai người ta mở cạnh tranh thêm. Xã hội mà nó phải có cái hướng cạnh tranh thì nó mới tốt. Do đó là khi các bạn làm thì các bạn cũng nên tìm hiểu cho nó kỹ để các bạn mở tiệm cho nó thành công. Đây, đó là những cái chia sẻ của mình về những cái cho những cái bạn mà đang có cái ý tưởng là dành nửa thời gian có mở tiệm hay không, thì các bạn cứ xem video này rồi các bạn tự quyết định, các bạn tự suy nghĩ các bạn có nên đầu tư hay không nha. Rồi video của mình chia sẻ đây là kết thúc, hy vọng là nó sẽ có hữu ích cho những cái bạn nào mà đang có những ý tưởng như nãy giờ mình nói, thì sẽ giúp được các bạn có thể là đầu tư hay không đầu tư khi mở tiệm ô tô cho cái thời gian rảnh, cho nửa thời gian rảnh của mình. Rồi video của mình ở đây kết thúc, xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Nếu các bạn nào mà mới ghé qua kênh Pado Apico thì hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng báo chuông. Khi mình đăng ký đăng video mới lên là các bạn có người là người đầu tiên theo dõi được video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.